Rồi chào anh em nha, đây là một con máy DC70 nha. Bây giờ em đang chuẩn bị giao về Quảng Nam cho khách đây. Đây ha, máy có biển số luôn. Rồi giờ mới đầu sang xe qua cái xe bự kia ha. Đó. Trời, nãy giờ quên bấm nút quay nha anh em, thông cảm. Máy này máy 1747 luôn. Thì em có xe vận chuyển Bắc Nam mà đầy đủ nha anh em, yên tâm mua ha. Rồi an toàn. Ôi cái môi, cái môi. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Rồi xin chào anh em nha, đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53 Long Hồ Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây, cho anh em dễ nhận diện nha.